Sáng nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về dự thảo nghị định của Chính phủ để triển khai thực hiện nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Tham dự cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung. Triển khai thực hiện nghị quyết 119 của Quốc hội, Bộ Nội vụ đã soạn thảo nội dung trình Chính phủ để ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng. Liên quan vấn đề này, thành phố đã có một số kiến nghị đề xuất Bộ Nội vụ điều chỉnh trong dự thảo cho phù hợp. Trong đó, đối với các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận thì đề nghị là 11 đến 12 phòng thay vì 8 phòng như dự thảo đưa ra. Đồng thời, số lượng cấp phó thì thực hiện theo nghị định 108. Về số lượng công chức cấp phường thì đề nghị ít nhất 16 người thay vì quy định không quá 12 người. Về tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức cấp phường thì thực hiện như hiện nay cho đến khi Trung ương ban hành quy định chung tổng thể, thống nhất giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Phương án mà Bộ Nội vụ đưa ra mà coi như 8 phòng thì tôi nghĩ rằng có một cái phòng mà bây giờ hiện tại nếu mà nhập vào thì rất là khó điều hành, ví dụ như giáo dục, văn hóa thông tin, văn hóa thể thao và y tế, thì ba cái phòng này thì coi như mà công việc nó nặng và nhiều khi nó cũng không thể tạo điều kiện cho thực hiện tốt hơn cái nhiệm vụ được. Thì đó là cái việc hay là coi như một số vấn đề quản lý đô thị mà nhập vào thì chính bản thân các quận cũng nói là rất khó để mà tổ chức làm cái công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Để triển khai thực hiện nghị quyết 119 của Quốc hội, Bộ Tài chính đã soạn thảo nội dung trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế nghị định 144 năm 2016, quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý với Đà Nẵng. Bộ Xây dựng cũng đã có dự thảo để trình Chính phủ ban hành quyết định quy định chi tiết và biện pháp thi hành về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị. Các ngành liên quan của thành phố cũng đã tích cực tham gia góp ý để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật này. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những ý kiến đầy trách nhiệm của các thành viên tham gia cuộc họp và về cơ bản thống nhất với các nội dung Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố trình và hai nội dung thảo luận thêm về dự thảo nghị định thực hiện thí điểm chính quyền đô thị. Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tập trung hoàn thiện các góp ý gửi Bộ Nội vụ, trong đó cần phải nêu căn cứ cụ thể về pháp lý và thực tiễn. Một là công chí phải nêu các cái căn cứ pháp luật hiện hành từ nghị quyết 119 đến các nghị định mà hôm nay chúng ta đã nêu ra ở đây. Cái căn cứ thứ hai là công chí phải phân tích về căn cứ thực tế của thành phố. Cái mô hình trước đây khi không có hội đồng nhân dân chúng ta đã làm rồi thì nó đang vận hành như thế nào, thì chúng ta chỉ ra cái thực tế và cái ưu điểm của nó. Đấy là một cái thực tế. Cái thực tế thứ hai là cái mô hình hiện tại của chúng ta đây này. Hiện tại của chúng ta so với cái trước thì nó lên cái gì xuống cái gì, và khi không còn hội đồng thì chúng ta cái mô hình đấy nó có phải nâng lên không. Cái thứ ba là yêu cầu về vị trí việc làm, quay lại tất cả là chúng ta phải lấy căn cứ là vị trí việc làm để chúng ta quyết định lên mô hình tổ chức và nhân sự. Chúng ta phải chỉ ra các cái chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân cung cấp nay thì cái gì chuyển cho Hội đồng Nhân dân thành phố, cái gì chuyển cho Ủy ban Nhân dân. Bí thư Thành ủy lưu ý tập trung hoàn thiện, tích cực phối hợp cùng Bộ Nội vụ để hoàn chỉnh dự thảo nghị định và nguyên tắc là phải bằng hoặc cao hơn nghị định gốc về vấn đề này. Nguyên tắc trong cái việc góp ý xây dựng cái nghị định này, đó là nghị định này phải bằng hoặc cao hơn những nghị định gốc quy định về tổ chức bộ máy quận phường. Bằng hoặc cao hơn ở đây có nghĩa là gì ạ? Về số lượng, về cơ cấu, những cái gì mà đã quy định. Tôi nói ví dụ cấp phòng đã quy định là có 12 phòng thì tối thiểu là của chúng ta là có 12 phòng. Và theo một cái cơ chế, tôi đề nghị ban cán sự đảng là chúng ta đừng quy định một cách quá cụ thể chi tiết, mà theo hướng là giao cái quyền lại cho thẩm quyền của chủ tịch ủy ban thành phố, chủ tịch ban thành phố và ủy ban quận, chủ tịch ban quận.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị đề xuất cụ thể đối với những vấn đề chưa thống nhất, phải có căn cứ rõ ràng, không nói chung chung. Đối với những góp ý về kỹ thuật xây dựng nghị định thì cần bám sát nghị quyết 119 của Quốc hội để đảm bảo chuyển tải đầy đủ các nội dung đề cập. Đối với việc tham gia đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định 144, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo làm việc với Bộ Tư pháp về việc thẩm định và yêu cầu các ngành liên quan tập trung rà soát, đánh giá lại việc thực hiện nghị định 144 trước đây để từ đó xác định bổ sung những cái mới, lưu ý các vấn đề về cơ chế huy động nguồn lực và thẩm quyền về quy hoạch. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất và giải trình cụ thể các nội dung sửa đổi, bổ sung trên tinh thần định lượng cụ thể, báo cáo Ban Thường vụ vào ngày 13 tháng 11 tới. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu tập trung rà soát, đề xuất xây dựng quy định về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị trên cơ sở nền tảng nghị định 144, thống nhất đề xuất sửa trình tự thẩm quyền theo tờ trình, tích cực phối hợp Bộ Xây dựng để sớm hoàn thiện. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành liên quan nghiên cứu để có đề xuất Trung ương xây dựng các nghị định mới nhằm tiếp tục cụ thể hóa các nội dung được đề cập trong Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 119 của Quốc hội.